Cái ông nó nhau nhí ra nó chạy, mà sao mày biết khôn, đi vô cái tán nó đợi mấy quà mà nó leo còn tiếc chạy xe vô đây coi nữa chứ hả. Thầy vô đứng coi cái thằng nghe nó thẹn là con trâu này cũng cho Bồ Tát này nhá, mẹ ăn mà thích nó chết. Trâu này bây giờ mình đặt tên là như thế nào rồi bà? Thiện Duyên. Thiện Duyên. Dạ, trâu này đó thì tất nhiên là người ta mua về người ta làm thịt, nhưng mà khi người ta làm thịt là chích điểm đó con, thì nó không có chết. Nó không có chết rồi bắt đầu cũng đập đầu ổng, không có chết nữa ổng chạy đi. Đập đầu luôn hả bà? Ôi ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ cái đầu ổng, giờ con mới cái dao tiệm gạo hết rồi còn mua không dụng nuôi. Nó bắt đầu nước mắt ổng xuống hai hàng, đợt nó có quay nước mắt xuống hai hàng luôn đó. Là vài tỷ bán không bà? Không, không rồi, nói ta nó ốc rồi nè. Không gọi là chỉ là một tỷ đầu tiên là mấy ông ở trên cái gì vậy chảnh Đạo Hòa Hảo phải không? Dạ. Mới ra mua về xong là ổng kêu để là ổng tỷ, nó mua là để nuôi tới chết thôi chứ không bán, chạy bao nhiêu cũng không bán, nghèo khẩu cỡ nào cũng không bán luôn. À, nếu bây giờ người ta là ngã giá bao nhiêu mà cũng không bán hết? Không bán. Còn cái cô ngoài nước ngoài là về cố hạ giá là 1.8 tỷ rồi, lâu rồi. Dạ. Mới lần mà cũng không có bán nữa. Không. Lâu quá, bán ơi chảnh là muốn người ta nó dính mấy ngày trời luôn. Ở dưới cái khu vực vườn ở dưới nè, cái lộ nặng hai dưới đó, nó trốn ở dưới đó mà ta tìm nó mà chạy giết như thế này đó. Mấy người đi đỡ, ta thấy nó chậm nó lặng, nó hụp, nó lặng, nó hụp. Sợ chém á. Không, không, nó là nó ruột ông, nó chém ông đó. Nó chém quán hồng đó. Là cái ông nào ở trên Mỹ Hòa á, à. Là ông mua. Ông mua con trâu đó là 30 triệu. Ông đi về, ông mà là chích, chuẩn bị chích điện là đâm cắt cổ nó đó. Mà chích hai lần là sập cầu dao hết. Thì cái nó cầu dao nó mang nó chạy. Không được luôn, đúng rồi, ông ngoại đó là ông đầu tiên phải đó. À. Ông mua trâu ngoại bên canh về rồi ông chích, ông mừng nó phản. Nhưng mà cái đặc biệt là tại sao nó chạy vô ngay Gò Tháp? Ừ. Gò Tháp là một cái nơi rất là linh thiêng chú ha. Linh thiêng đúng rồi, chỗ thờ cúng linh thiêng đó giờ mà, di tích đó giờ lâu mà. Bây giờ tôi cảm nghĩ tôi là thấy con trâu đó là cũng linh thiêng, nó mới khiến xui, nó mới dậy, nó mới chạy về chứ trâu bình thường nếu người ta mận mẹ rồi đâu được vậy. À. Nó ruột nó chạy ra đó. Yeah. Cho nó, mà nó cũng chém ổng vô, nghe cũng lủng ruột lò phẹo rồi. Trời ơi. Ừ. Nó cũng nó chém rồi đó, hồi chích đó nó tỉnh rồi, nó chém cha con ổng rồi, mà chém ổng là bị lội rồi. Con nghe nó chém rồi nó bỏ chạy luôn. Chạy luôn, chạy ra lắm đó. À. Rồi nó sống đâu rồi thời gian kiếm không gặp luôn. Dạ, em mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. Giờ thì ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9 âm lịch, nhằm ngày 25 tháng 10 dương lịch. Thì ngày hôm qua em đã chia sẻ cho cô chú xem tất cả các cô chú ở miền Tây đã ra tại dòng sông Nhật Tảo, nơi ghi nhận lại chiến công dữ dội của vị anh hùng văn tộc của chúng ta đã đốt tàu Afran tại dòng sông Nhật Tảo, Tân Trụ, Long An. Thì ngày nay em tắc tốc quay về Mỹ An tại Gò Tháp, chợ Đồng Tháp 10 để ghi hình và xác minh một sự việc rất là quan trọng thuộc về thế hệ tâm linh. Đó chính là một hộ gia đình đã làm phước rất là lâu cô chú, từ đời này tới đời khác, và đặc biệt đã hy sinh luôn một cái phần đất, một căn nhà, tiền của và một khu vực ở tại một ngôi chùa. Và đặc biệt thay, sau một thời gian thì trời đã ban cho hộ gia đình đó một con trâu, hay còn gọi là một chú trâu, có một cái linh tính giống y gan như con người và có thể hơn thế nữa. Và giá trị của con trâu này lên đến hơn hàng tỷ đồng, chục tỷ đồng. Và điều đó ra sao, em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng nghe lại đôi điều ở tại Thiền viện Trúc Lâm, Tháp 10. Ở tại nơi này là một cái nơi rất là linh thiêng cô chú ha. Đối viện với Thiền viện Trúc Lâm này chính là một cái khu Gò Tháp mà khi xưa ở đây người ta nhặt rất là nhiều vàng, có thể là vàng miếng nè, vàng thỏi nè, và đặc biệt và một cái câu chuyện thế hệ tâm linh đã được xuất phát tại đây là có một cái chú trâu này là từ bên Campuchia được một chú này mua về để làm thịt, nhưng mà không may khi chú mua về chúng nghe một con trâu
hay gọi là chú Châu đó, có tên đàng hoàng nha cô chú ha. Thì cuối video cô chú có thể biết được tên chú Châu lâu chúng ta là gì. Có một cái màu da đó là màu hồng vàng và có linh tính rất là đặc biệt. Khi ông mua về kích điện 2 lần không chết, đập đầu cũng không chết. Và cuối cùng sau khi chú Châu chúng ta thoát ra ngoài được, đã quật lại người chủ mua từ bên Campuchia về với một cái vết thương rất là nặng nề. Và chú Châu của chúng ta bỏ đi rất là xa, theo một thời gian hơn 10 ngày tìm kiếm. Thì mọi người không có biết là chú Châu chúng ta sẽ đi đâu. Và ông đã bỏ ra một số tiền rất là lớn cho tất cả các cô chú cũng như là mọi người chuyên gia để đi tìm lại chú Châu. Thì sau một thời gian tìm kiếm thì không có tìm được cô chú ha. Ông mòn mỏi hơn 10 ngày rồi vẫn không tìm được chú Châu. Số tiền thì cứ hao mòn dần. Và cuối cùng thì chú Châu của chúng ta đi đâu? Từ ở ngoài Mỹ An mà chạy vô tới thì Nghĩa Dúc Lâm này là một khoảng quãng đường quá xa, gần 10 cây số của chú ha, gần 10 cây số mà đi trên tất cả tuyến lộ, tuyến đường không ai nhìn thấy hết. Và cuối cùng tại sao chú Châu của chúng ta xuất hiện tại đây? Đây chính là nơi mà người chủ mua lại chú Châu và đã hứa nuôi trọn đời, chừng nào chú thác ra đi thì thôi, không bán lại bất cứ giá như thế nào. Đây là nơi nguồn gốc mà cái người chủ mua lại chú Châu đã tích lũy làm phước từng đồng từng cắc hỗ trợ vào cái ngôi chùa này để cho mọi người xây cất có nơi thờ cúng linh thiêng cho đến ngày hôm nay. Sau khi tìm lại được chú Châu rồi thì không phải là người chủ này là mua lại cô chú, là một người chuyên gia giết mổ Châu mua bán đó cô chú, đưa lên xe. Thì anh kể lại là sau khi đưa lên xe rồi thì chú Châu của chúng ta khóc ròng, hai nước mắt hai hàng. Khi đến tay của anh chủ này thì anh thấy như vậy, anh mới ước nguyện là nếu mình có duyên mình sẽ gặp chú Châu và mình sẽ mua lại để nuôi đến trọn đời. Và đặc biệt thay, khi anh đem về nhà thì chú Châu của chúng ta được xây cất trong một cái chuồng hơn 100 triệu và nuôi và cho ăn săn sóc cho đến ngày hôm nay. Thì câu chuyện nó như thế nào, em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn vào tham quan đôi nét tại sao chú Châu của chúng ta đã tìm đến đây và quy y tại đây, rồi sau đó sẽ được anh chủ mua về. Và một cái câu chuyện thiên nữa đó chính là trong những người mà được thuê để đi bắt chú Châu về thì đã mòn mỏi rồi, không có tìm được chú Châu trong thời gian khá dài, nên đã nói đứng một cái nơi là nói: Châu ơi, tao tìm mày quá mòn mỏi rồi, mẹ ra đây đi. Thì sau đó có một cái câu chuyện thình lình là chú Châu không biết từ đâu xuất hiện ra, lao vào hút thì người này bị thương tích rất là nặng. Đó là do lời kể của một số cô chú chứng kiến. Rồi ông biến mất, không xuất hiện nữa. Và cuối cùng người ta đã phát hiện chú Châu nằm ở đây. Rồi thì chúng ta sẽ vào trong, có thể là may mắn tìm hiểu được các cô chú ở đây cho mình biết được điều gì về chú Châu hay không. Sau đó chúng ta sẽ tiến lần đến nơi chú Châu xuất hiện các bạn ha. Em xin mời cô chú và cô chú anh chị và các bạn xem video, nhớ tặng cho em xin một like và đăng ký kênh nha, để em tiếp tục khám phá những câu chuyện tâm linh huyền bí cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Em xin mời cô chú. Thấy con Châu mà nghe người ta nói bởi vì mình ở thì bờ xa hồng 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 vô đây vậy là đi một quãng đường quá xa rồi. Ở dưới trên là nàng hai á, giờ tuốt ở dưới đó, ông ngoài Mỹ An nữa, ta mua về ở đâu, ở trên Mỹ á mình ta mua về làm thịt. Rồi mà nó xuất ra thoát ra rồi nó đi luôn, nó trốn đây nè, mà không biết tới đây là nó lên bánh đò ngoài là đò nhiều. Dạ. Mà nó biết lũi xuống vô đây, lũi vô đây. Rồi chắc con Châu nó nghĩ là con Châu tu á, bán sao mà nãy giờ không biết chùa mà sao đi vô đó mà đi chạy ngay vô đây, vô đây thì người ta cứu á, mà chích điện ngăn chích không chết á, chích không chết. Bà hiểu như thế nào, bà hiểu cái như cảm cảm thì mình đoạn là lên đây thì mình biết như vậy thôi. Dạ. Nhưng mà nếu về thế hệ tâm linh đó là bà cảm nhận như thế nào về con chú Châu này? Chú Châu này cái thằng nó chích điện mà nó thoát hoài luôn mà không chết. Dạ. Người ta đứng đi về mằng đó mà nó mà cái ông nó nhau dí ra nó chạy, mà sao mày biết không, đi vô cái tán bánh đậu Mỹ Hòa mà nó leo lên nó thóm vô đây. Nó vô đò hả? Nó xuống đò hả? Nó không có xuống đò, nó đội sông. Lội sông. Lội sông. Đi một cái quãng đường khá xa luôn á. Cách đây có 8 tháng hả? 8 tháng. 8 tháng. Cũng mới đây thôi, 8 tháng là mới đây thôi. Rồi cái nó biết cái chỗ ngay bánh đò,
mấy ngựa nó cái gì hút hút, người ta thấy người ta sợ nữa, sợ nó chém bất tử vậy đó. Dạ. Người ta thấy vậy nó lũi vô đây luôn chứ. À. Lũi vô đây mà người ta chích điện mà chích không chết nữa. Ta chích lần ta gần cái chủ mà mua trâu á, mua dạ. đâu trên biên giới đâu không biết. Dạ. Mà tao gọi nó thoát nữa. Tôi không dám ăn, ăn nghe nói từ đó. Còn cái ông ở ngoài Mỹ ăn là giàu có. Nói mà miễn ai bắt được, ổng mua. Rồi ông mua luôn hai dạ. cái mạng là sao chúng tôi tự nhiên nó chết rồi điện mà nó thoát khỏi luôn á. Nên đúng ra là mua từ bên Cam về một cái giá trị rất là cao. Ừ. Mà chích điện như vậy mà để sót được là một cái chuyện hy hữu luôn á. Nhưng mà bãi vậy mới nói này sao không biết vô ngày bến đò mà chạy vô đây chắc mà quá kia cũng mấy ngày á. Dạ mà đặc biệt mà sao nó chạy vô ngay chân chỗ này nữa. Ừ. Biết bao nhiêu chùa, biết bao nhiêu chỗ mà không vô ha. Chú mua trâu á. Dạ. Đi muốn người ta đông lắm mà lại gần không được. Nó lại gần là nó làm dữ lắm. Rồi sau này cái ông nó mới lại niệm Phật mà thôi giờ Bồ Tát có ấy thì thôi, Phật có cái gian thì theo đi về đứng im gu. Đứng im gu cái người ta dẫn lên xe đi về ngoài luôn. À có nghĩa là cái lúc mà chú Châu giải thoát đó là cái ông chủ đó ông mướn rất là nhiều người. Ừ, đi tìm bắt nó mà, giết nó luôn. Ờ giết luôn mà gặp ông làm gì lắm phải không? À, rồi cái bắt đầu cái ông ngoại thấy ủa con Châu này nó có cái Bồ Tát hay gì á. Cái ông mới nói thôi bao nhiêu tiền mua lại, mua ông chủ Châu rồi, ông chủ Châu nó giao lại cái ông kia bắt về ngoài nuôi luôn. Giờ nó bán một mấy trăm triệu giờ ông không bán ông nuôi. Dạ. Đó là ông này ra ngoài đó. Dạ. Mình cũng như vậy thấy vậy nha. Không có thấy con Châu. Ừ. Rồi bà nghe nói bộ chú Châu này có quật một người nữa hả bà? Có quật người nữa. Quật cái người đó là có sao không bà? Nghe nói có không sao. Chạy, ông đó chạy. Dạ. Ấy sợ chết mẹ. Quá sợ người mình hồi nào giờ cũng lạ lạ đầm tháp mình nhiều cái lạ lạ nha. Lạ lạ ha. Không đâu mày bất nhân chạy vô đây giờ cứu nó không biết mà đặc biệt mà đâu mà chạy vô chân cái khu Gò Tháp, mãi khu Gò Tháp này bà biết cái khu này rất là linh thiêng nha. Cái khu này ngày xưa là người ta các cô chú lớn tuổi ngày xưa là hay là lụm được vàng thổi nữa đó. Khu này nè. Có. Đó. Dạ. Ta cũng làm cỏ ha, ta trồng khoai lang rồi đó. Coi chừng mấy bà, coi chừng mấy bà là bằng cỏ và chừng lụm được vàng thổi nữa đó nha. Không, tại vì ở đây người ta nói là còn rất là nhiều. Ừ, nhiều mà mình chưa có con ngựa có cái số con ơi. Rồi, có số. Cái ông nào vẫn được cái ông mà mua trâu á chuẩn như người đó đó. À. Còn cái ông kia ông tính là kêu 4 5 người vô chích cho chết, ông trả tiền mà nó chạy tao hồ nó muốn chém ông đó luôn. Còn cái ông kia lại nó còn có duyên chứ. Dạ ông thôi con về ông luôn. Rồi lên xe ông luôn. Em gu luôn. Chứ nếu mà nói rồi chích điện là ông làm dữ lắm à. Ừ. Đó. Mà sao mà con Châu đâu có bao nhiêu mà ta ở ngoài có mấy người luôn mà làm không lợi nữa. Dạ. Bởi vì mới nói mua chúng. Vô đây nè. Chúng mua con Châu gì rồi. Bồ Tát đó. Nghe Bồ Tát rồi. Cái đó không chuyện thật chị nghe. Rõ ràng yeah. vậy đó nha. Vì ở đây chứ ở đâu. Dạ. À, cái thấy này nghe nói xong cái có biết. Vậy là nghe nói thôi ha. Nghe nói chưa có thắc mắc cái không biết bữa nay ngạc ngược luôn á. Dạ. Chú thấy mừng ơi luôn. Dạ. Mới chạy ra quá bắt nó chảnh là muốn người ta nó dính mấy ngày trời luôn. Không ở dưới được cái khu vực giường ở dưới nè cái lộ nàng hai dưới nó trốn ở dưới đó mà ta tìm nó mà chạy giết như thế này đó. Dạ. Không mà nếu con nghĩ mà không vô chùa là chết lâu rồi. Dạ. Vô chùa là có sự can thiệp ở trong này đỡ hơn. Chùa thì thấy cái gì thì cũng can thiệp nữa. Ông bánh mì ổng nghe ổng cũng sáng nãy nữa, người ta thay hai chồng bằng cái lò bánh mì. Nó thôi con có cái duyên với ông thì thôi ông đứng ổng lại mà. Cái gì bắt đầu đứng im gu. Có xe đàng hoàng, cái mấy người kia lại cột dẫn lên xe đi luôn. Ừ. Em đi nuôi nhà. Ông nuôi mà. Ông lấy tiền để con sống và ông thì ông cho con ăn. Cái lúc mà đem ông có mắt. Cái lúc mà đem lên xe á. Là phải không? Đem lên xe là hai con mắt là nước mắt là chảy gồng luôn á. Ừ. Nó tủi. Dạ. Thấy rất buộc luôn. Mà nghĩ ra bến đảo không biết bao nhiêu cậu không có thử. Mấy người đi đò ta thấy ta chọc. Nó nặng. Sợ chém á. Mình thấy nó mình cũng sợ chứ. Không không nó là nó buộc ông nó chém ông đó. Nó chém quán hồng đó. Ông mà ông kia nghe nói ông lại ông nói nó cái gì đó là nó mới ủi ổng á chứ không phải gì không á ủi ổng không phải ủi ổng đâu ông trở về đó bà ông chủ Châu nó mua tốn tiền muốn người ta quá trời đông luôn bà bắt không được luôn tốn tiền lắm. Ông đã đi mua bên Cam về tốn tiền rồi. Rồi sau khi đó vuột ra rồi ông phải bỏ một số tiền để cho bà con cũng như mấy người chuyên gia ta bắt lại nữa mà mấy ngày trời không bắt được trúng mấy ngày luôn á trúng mấy ngày luôn ông
nữa mà lò bánh mì tán nhân đạo nó còn tao biết châu này cái gì đó mua châu đó nhiều tiền ta sao mà sao nó thoát ra được chị rồi nó mới chạy mấy ngày lên tới đây nè nó rồi thấy hụt hử ở dưới mấy sông mắt rồi vậy là ổng mua rồi ổng trả tiền cho đằng kia rồi trời ơi trả đây rồi mua túc bên cam mà nhà dạ mua tự bên cam lận vậy rồi ông đi báo rồi mà biết không nợ vậy đó mấy người mà giữ bằng châu á ở trong cái đống mà con châu xem quá không được nó thẳng luôn đấy thì bỏ ra một cái số tiền rất là lớn mà mua từ bên cam về mà để vô trong cái kho nữa mà để kích điện nữa mà chạy ra được cái kho đó là một cái chuyện rất là lớn không sao mà chạy được hay đó tính giờ chết rồi đó mà không sao thôi chạy hay bà cũng rất là may mắn luôn có duyên lắm luôn á đi rồi còn tiếc chạy xe vô đây coi nữa chứ vậy đó hả? Vô đứng coi cái thằng nghe nó thẻ rồi con trâu này cho bồ tát này nhá bé ăn mà thịt nó chết còn quá à. Là ông mua con trâu đó là 30 triệu ông đi về ông mần là chích chuẩn bị chích điện là đâm cắt cổ nó đó mà chích hai lần là sập cầu dao hết rồi cái nó cầu dao nó mần nó chạy dạ rồi sao nữa bà cái là nó mới chạy luôn ra Mỹ An à luôn Mỹ An nó mới xuống chỗ mà ta xây dựng hay chỗ lộ nàng hai đi ra chỗ người ta xây dựng đó dạ yeah. Đó rồi người ta mới dí người ta mới làm sao mà ta bắt được không được cái nó chạy luôn nó chạy trốn lên Gò Tháp chạy vô Gò Tháp luôn chạy vô Gò Tháp nó trốn luôn nó trốn được mấy bữa đó rồi sao mà cái thằng to thằng nhà nó mần bò mần trâu như này nè với cái thằng con bà Hai Dê bây giờ muốn là lên hỏi nhà bà Hai Dê đâu là hỏi con bà chính xác dạ yeah. Đó nó mới bắt về rồi cái thằng kia mới vô mua. Tao con nghe nói là lúc bắt là lên xe nó khóc còng luôn hả bà? Không biết cái vụ đó mình không rành, bị yeah. Không có ai trả mình đâu biết. Yeah. Bắt về lên xe rồi nó mới tính để bán, bị tụi nó nghèo mà. Dạ. Yeah. Đó rồi tính bán rồi thì nó kêu bán đó rồi thằng ở ngoài thằng con của bà Tám Én mới mua. Dạ. Yeah. Mua về mới đưa cho thằng em nó nuôi. À. Thằng em không biết ha, thằng anh rể vậy đó nuôi đó. Vậy là chú Châu bây giờ đã thoát nạn rồi. Rồi. Ông có nuôi là ta hứa là ta không có bán nữa, ta để mà nuôi luôn. Là vợ chồng của thằng ấy mà nó nói là để nuôi luôn, nó không có bán ai nữa, không làm gì. Bây giờ mua bao nhiêu nó cũng không bán. Dạ. Rồi kích điện hai lần mà không chết. Rồi cuối cùng mà chạy vô ngay Gò Tháp nữa chứ. Ừ, từ đó mà ngoài lúc bên kia mình biết đường đâu mới đi vô đó đi ngay chùa luôn. Cái đó mới là cái chuyện nó trốn ở chỗ mà bằng ngày ta không thấy nó bằng đêm mới thấy á. Dạ. Mà con nghe nói là có một cái anh đó là cũng chuyên gia đi bắt châu mà bắt là nói bây giờ mày ở đâu mày ra đây là nó chạy ra nó hút ông phải không chú? Vậy con đợt đó ông đó mà ông bua ông Diệu. Trời ơi con nghe là con giỡn ốc luôn á, con muốn đến chứng kiến cho biết như thế nào á. Rồi để con lột cái nón ra cái. Là ông lên xã là hỏi người ta chỉ có gì. Mình đi mình hỏi như thế nào chú hả? Thì hỏi lên con trâu mình lần mà đi vô Gò Tháp ai mua để đặng lên đi xem mới biết gì coi như thế nào vậy chứ đó. Vì ông muốn ví dụ ông mua bán vậy hỏi ông chủ không để gì ông mua không để thì thôi. Sao để? Nhưng mà con thấy thì ông chủ quyết định là ông không có bán. Ừ. Ông nói bao nhiêu tiền cũng không bán hết trơn, tại vì ông đã hứa là nuôi chừng nào mà nó chết thì thôi. Đúng rồi, hồi mua bán, hồi đem ra đó ngay đó là bác là ông cũng hứa rồi mua. Nói chung thằng anh nó mua, đưa thằng em nó nuôi, rồi cũng hứa với anh vậy đó. Rồi cuối cùng là chú có từng đi đến đó xác nhận lần nào chưa chú? Chưa đi, sát bên đây mà tôi chưa đi coi. Đây là lại là lần đó bao xa chú? Đây chảnh 2 cây số vậy. Vậy đấy hả, mình hỏi thăm nhà của, cái chỗ nuôi con trâu đó, cái chỗ nuôi con trâu là mình hỏi thăm nhà của ai? Của ông già của thằng đó là bà Thành mà ông chết mẹ rồi. Thì bây giờ dài chả mình hỏi là người ta biết cái chân đúng không? Hỏi nuôi con dâu đó là người ta biết ra. Giờ ông lên ông nghe cho quán mà cái đây lên Tân Kiều đó ha. Dạ. Đi nghe cho cái góc cầu chốt cầu qua gần qua ủy ban đó ha mà không qua chốt cầu mà ông lại cái quán cái nhà cặp dưới sông có chợ trời đó ha. Dạ. Ngay trước dài đó thức ăn á ông chạy theo lộ đó quẹo vô chạy đây vậy quẹo vô. Để đó là cái quán uống cà phê đó là thằng đó nuôi đó. Hỏi đó là biết luôn. Rồi chú nghe như thế nào cái và cảm nhận chú ra sao chú thực lại cho con nghe để con hiểu thêm điều đặn rồi con khỏi bỡ ngỡ chú. Hồi đó cái nghe nói ngoài đó ông đó ông chuyên môn bằng trâu mua trâu. Ông mua về nghe nói ngoài đó hồi lúc ngoài đó mình không biết mình nghe vậy thôi nghe tao nói. Là bắt đầu mua về ông mần sao mà nó phản gì đó nó chém ổng, nó vuột nó chạy ra trong đó là rồi ra ngoài lộ xe này kia nó chạy nó cũng chém theo xe rồi cũng dữ dằn lắm người ta sợ. Cái sau này kiếm nhận với bắt nó mà kiếm trong đó khu vực đó mà kiếm hoài không gặp
kiếm đâu mấy bữa không gặp. Rồi thôi không gặp rồi thôi cũng đi chừng chừng hoài, rồi nó đợt đó là có xã hay huyện nữa cũng xuống vô kiếm rồi đó, không có thấy. Cái bắt đầu cái bỏ sau này sau nó tự nhiên nó đâu nó đi vô Gò Tháp, nó đi mà không ai thấy luôn. Nó đi tới cái vô đó có mười mấy 20 cây số vậy đó. Nó đi đường nào không biết mà vô Gò Tháp cho chổng người ta mới thấy phát hiện được. Và thằng này nó cũng đi mần bò mần trâu thằng xã này nè. Nó gọi với mấy thằng đó thấy vậy dí mới bắt. Bắt rồi chẳng thằng đó nó mới nghe linh thiêng hay gì đó vô châu Gò Tháp gì đó rồi nó vô nó mua. Đó con đó nó mua là 29 hay 30 triệu vậy đó. Nó kêu mua nhiêu và trả lại nhiêu vậy thôi. Yeah. Rồi mua là rồi nó nói là vàng giao đâu đó vàng mua rồi đem về nó nuôi luôn tới giờ luôn á. Là nó là nó nói là mua chết gì nó chôn chứ không có bán động gì ai lại chứ. Rồi bây giờ chú Châu mình vẫn được an toàn nuôi trong đó mà con nghe nó hình như là có cắt nhà luôn rồi. Cắt luôn cái chuồng đúng không chú? Đúng rồi, nó mua bảo đảm mà nó nuôi là ngon lành phải cắt chuồng, bọng chạy cho nó ngủ rồi chân mùng cho nó ngủ chứ. Rồi sau khi mà mọi người đã tắt bật đi kiếm lại đó, sau khi giật điện hai lần mà nó không chết, mình nghe nó sập cầu dao nữa. Vì đợt nó chích ông má ngoại nó chích đó. Mua từ bên Cam về đó. Đúng rồi. Rồi bắt đầu chích điện hai lần mà không chết, sập cầu dao nó bỏ chạy. Ừ. Rồi tìm kiếm cũng rất là cực kịch liệt, rồi cuối cùng cũng không tìm được. Không được luôn, đúng rồi, ông ngoại đó là ông đầu tiên phải đó. Ông mua cho ông ngoại bên Cam về rồi ông chích ông mừng nó phản. Nhưng mà cái đặc biệt là tại sao nó chạy vô ngay Gò Tháp? Ừ. Gò Tháp là một cái nơi rất là linh thiêng chú ha. Linh thiêng đúng rồi, chỗ thờ cúng linh thiêng đó giờ mà, di tích đó giờ lâu mà. Rồi qua cái sự việc về thì cảm nhận của chú như thế nào, trong lòng chú như thế nào chú? Chú nói về còn chú Châu cái cảm nghĩ của chú là như thế nào, đây là một con Châu bình thường hay là như thế nào? Tôi cảm nghĩ tôi là thấy con Châu đó là cũng linh thiêng, nó mới khiến xuôi nó mới dậy nó mới chạy về chứ Châu bình thường nếu mà người ta mận mẹ rồi đâu được vậy. Nếu mà điện sống mà kích một lần là tiêu rồi. Thì cha con đó làm gì ông mận rồi là ông chích điện rồi chuyên gia mà đúng không? Chuyên gia không chết rồi nó mới ruột nó chạy ra đó. Cho mà nó cũng chém ổng vô nghe cũng lủng ruột lò phẹo rồi. Trời ơi. Nó cũng nó chém rồi nó hồi chích đó nó đỉnh rồi nó chém cha con ổng rồi mà chém ổng là bị lộ rồi. Con nghe nó chém rồi nó bỏ chạy luôn. Chạy ra lắm rồi đó rồi nó sống đâu rồi thời gian kiếm không gặp luôn. Khu của công nghiệp có ngay chỗ Tân Kiều mà giáp lộ là hai đó. Đúng rồi. Nó trốn đó là kiếm không gặp. Rồi giết lâu ngày chừng cách 10 bữa từng lễ rồi nó mới đi vô trong đây nè. Đi vô trong Gò Tháp người ta mới phát hiện được, cái thằng này phát hiện được nó mới bắt đó. Bắt rồi nó bán lại cho thằng này. Cái thằng bắt sau này đang nó tính là đi vô bắt là nó tính đem lên lò trên cầu lãnh nó bán chảnh luôn á. Rồi mấy này thấy Châu linh thiêng làm vậy rồi nó thấy rồi vậy nó mới mua trở lại nó nuôi. Đúng rồi, cái nghĩa là cái lúc mà người ta đã bắt lần cuối cùng bắt chính Châu đó là cái anh đang nuôi bây giờ là không biết anh tên gì của mình, trước khi đặng con tìm hiểu con sẽ hỏi thêm. Tên Đông. Anh mua lại anh coi được trên cái video á. Là lúc người ta bắt Châu ta cũng quay lại nha. Quay coi lại anh nói mà nếu mà có nhân viên thì anh sẽ mua lại. Nhưng mà cuối cùng anh cũng mua được. Nhưng mà lúc anh coi đó là anh nói là lúc con Châu lên xe là nước mắt nó gưng tròng luôn á. Đúng rồi. Có quay lên luôn tết rồi nè. Dạ. Nước mắt gưng tròng luôn á chú. Nhưng mà may mắn thì anh lại anh gặp cái là anh mua luôn. Đúng rồi. Dạ. Rồi thì hôm nay đến đây con cũng rất là nhân viên, con cũng không biết, con ở ngoài Vũng Tàu con chạy vô đây á, con cũng không biết là cái đường mình đi vô đây là như thế nào, con chỉ đón hướng thôi, nhưng mà rất là may mắn buổi sáng này gặp được dì rồi gặp được chú nữa, nói rất là rõ rồi, có nghĩa là mình cũng gần đến đích rồi. Rồi con cảm ơn chú nhiều ha, để con đi dài đặng con quay cho bà con xem tận kiến khi mà chứng kiến cái con Châu như thế nào. Rồi con cảm ơn chú rất là nhiều ha. Rồi chạy đây lên xã tìm con Châu á chú, con Châu mà nó chạy vô Gò Tháp á, cuối cùng là nằm ở đâu rồi chú? Kế bên đây hả? Rồi con thấy ở trên mạng á, con khóc luôn á bà. Con chịu không nổi đó. Con thấy là con khóc kìa, con nói cái nhìn con kìa. Khóc là khóc luôn thôi. Bây giờ không biết sao nói nữa, tìm được đây là một cái sự thành công rất là lớn luôn á. Dạ. Thôi rồi kìa. Bây giờ xây cho chú Châu cái nhà luôn cho bà hả? Mừng quá bạn. Dạ, nào bạn, Nam Mô A Di Đà Phật kìa. Đó, cuối cùng cũng đã tìm đến được rồi. Rồi nào bạn ơi. Con đi rồi con ngủ nhà trọ không có nhà quen ấy. Dạ con ngủ nhà trọ. Trời ơi,
con thấy người ta đăng trên mạng đó là con chạy qua con thăm liền luôn á. Dạ. Gì đó hả? Châu này bây giờ mình đặt tên là như thế nào hả bà? Tên là Thiện Duyên. Thiện Duyên. Dạ, châu bây giờ có tên luôn. Đâu đâu như thế nào bà kể ngọn gành cho con giống như khán giả biết rồi bà. Quá chừng con. Dạ. Mình sờ được không bà ha? Mình sờ được không? Dạ. Ồ, nó cảm nhận được là bà. Ừ đó. Giống như người quen ha. Ừ, không phải người nào mà sờ được nha. Dạ. Người nào mà có duyên rồi đó. Đạo đức mình còn mới xà được nha. Con bước vô là con thấy rồi. Chứ không phải mà bao nhiêu người mà xà được đâu con. Nam mô A Di Đà Phật. Đây các bạn, thì bây giờ em đã tìm đến đây là một sự thành công rất là lớn luôn đó. Tại vì rất là khó tìm các bạn, không phải dễ tìm đâu. Cái nơi bà ở là một cái nơi gần Gò Tháp, rất là gần luôn các bạn. Đó, bây giờ em nghe nói là chú Châu này là ai đụng cũng không phải dễ đâu bạn. Có thể là cái ông đầu tiên mua ở bên Cam về đó mà là không phải dễ gần rồi tiếp cận được đâu bà ha. Đúng rồi. Dạ. Mà bây giờ là cô chú nhìn thấy là lú đầu con mình cho mình sờ luôn nè. Đó. À, lắc đầu luôn nè. Và đặc biệt các bạn, con Châu này là chú, mình kêu bằng chú Châu đi. Chú Châu này là nghe được tiếng người nha các bạn. Nghe được tiếng người luôn á. Dạ. À, bây giờ là Thiện Duyên đi ha. Mình dạ đặt tên rồi thì bây giờ chú Châu mình kêu bằng Thiện Duyên, bạn không kêu bằng chú Châu nữa các bạn ha. Thiện Duyên. Châu có cái màu quá đẹp. Hồi đem gì ốm hả bà? Con không có coi lúc đầu nữa, con chỉ biết cái lúc mà con chỉ mới biết là người ta đem về đây rồi bây giờ bà sẽ cắt chuồng lại cho ngon lành thôi. Rồi đặt tên thôi. Còn lúc trước thì con không biết tới. Bà như thế nào bà kể cho con với một số khán giả để hiểu ngọn ngành nữa bà. Thì bây giờ kể là sao? Kể như cái lai lịch mua đó. Bây giờ lai lịch là như thế nào bà? Con Châu này đó thì tất nhiên là người ta mua về người ta làm thịt. Nhưng mà khi người ta làm thịt là chích điện đó con. Rồi nó không có chết. Nó không có chết rồi bắt đầu cũng đập đầu ổng, ổng không có chết nữa rồi ổng chạy đi. Đập đầu luôn hả bà? Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ừ, mà không chết luôn. Rồi mới chạy vô chỗ cái cục xây mà gần nhà ổng đó. Dạ. Ở đó mà gần nửa tháng trời người ta kiếm hoài không có gặp. Mà con biết ổng mướn là một đêm đó là 10 người, là người 500 ngàn. Mà gần nửa tháng chờ biết nhiêu tiền của ổng. Rồi đêm đó có, đêm đó nha. Rồi đó là cái cũng bắt đầu cũng lên kiếm là cái ổng vô nó kể nè. Nó mới vô nó kể nè, chuyện chục ngày gì. Nó cũng vô nó thăm ổng nữa, con Châu á. Cái cha ổng, thằng đó là cháu của ổng. Nó kêu lên là bây giờ kiếm được là kiểu như mừng thịt chứ không có đẻ, phải không? Cái thằng đó nó lên, bữa hổm nó lên nó cũng chắp tay nè, nó nói Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ta chuẩn bị kiếm mừng thịt ông thôi, giờ ông tu Nam Mô A Di Đà Phật, nó chắp tay vậy thôi. Ở trong đêm đó là vô Gò Tháp luôn. Vô Gò Tháp luôn trong đêm đó. Bữa đó nó vô nó kể cho mình đâu có biết, nó kể mình mới biết. Yeah. Đó. Rồi vô mừng lắm, vô thấy không, bắt đầu vô tới cái này. Bữa hổm con kêu ông đi tu rồi ông nhớ không, cái bắt đầu nó là cái tay nó nhức nhưng mà nó không có nói, cái nó để nó gờ gẫm nó như nè. Dạ. Nó gờ gẫm ông liếm nó từ đây ra lưỡi liếm nó trên cái dưới này. Trời ơi, gì đó kêu đi tu á. Dạ. Thằng là bữa nói ổng đi tu đấy. Dạ. Cũng như cho ngay trước là người ta chuẩn bị vậy đó. Dạ. Đó. Nghiệp biết như vậy chị, cái nghe còn biết nghe rồi cái đi vô là tính như vô trong cái chùa Phật. Sao đi tới đó cái mấy ông bảo vệ sợ không có dám cho vô, đóng cổng lại, đóng cổng rồi mới đi ra cái chùa mà. Cái chùa chuẩn bị người ta ta mới xây đó. Dạ. Cái chùa thiền viện đó, chồng vô đó đó. Rồi bắt đầu tiếp tục rồi cái ở ngoài này người ta vô mua được, cái mấy thằng em của gì nó vô nó mua. Đó, mấy thằng em này đem vô nó mua nè, nó mua gì về đó là về chuẩn bị mắt lên xe rồi về nó bán, chuẩn bị lên xe là đi lên lò mổ qua lãnh nha. Dạ. Cái thằng cơm cái gì là thằng thứ ba nó mừng nó nước đây nè, cái nó nghe con Châu lên xe rồi nó mới lại nó gỡ cái đạo ổng, nó chở con mới cái giao tiền gạo hết rồi còn mua ăn dựng nuôi. Nó bắt đầu nước mắt ổng xuống hai hàng luôn, đợt nó có quay nước mắt xuống hai hàng luôn đó. Đúng đó là nước mắt dài xuống luôn. Chảy dài xuống luôn mà cấp nó lên xe rồi, cột lên xe hết, xe tải hết rồi.
cái nó điện cái thằng này nó mới chạy đi giao bánh cho anh luôn ngoại, cái nó mới chạy về xiết vô ngoại, xiết ngoại cái nó nói với anh Hoàng, nó trên Hoàng nó điện vô mua 29.500.000. Đó ớn gì lắm con ơi, đâu phải được rồi. Vậy có nghĩa là một thời gian cái ông đó ông mua từ bên Cam về, ông chích điện rồi ông đập đập đầu nữa. Mà không chết. Không chết rồi bỏ chạy. Bỏ chạy rồi ông mới chi tiền ra để cho mấy cái người chuyên nghiệp đó người ta đi bắt lại, nhưng mà cuối cùng cũng không thành công. Rồi cuối cùng là khi cũng là con cháu của bà vào mua. Vào mua phải không? Không có mua. Là chuẩn bị kêu ra chuẩn bị đặng thanh toán ổng đó. Rồi sao nó cắt tay nó niệm Phật, nó chỉ đi tu. Nó đi. Tại vì nó mới vô nay khoảng 10 ngày nó kể cho dì không có biết. Dì đâu có biết, đâu có gặp nó mà biết. Nó nói nghe con trâu này dì biết sao không, đêm đó là mấy ổng kêu con là chuẩn bị đó, rồi con lên con niệm Phật là cho ổng đi tu, chỉ đường đi tu đó, là đi trong đêm đó luôn. Tới gọi sách luôn. Nói tao đầu óc tao nổi lên. Rồi bây giờ là chú Châu mình là lúc mua có mấy chục triệu gì nhờ theo, mà bây giờ người ta ngã giá bán khoảng cỡ vài tỷ bán không bà? Không, không gọi, nói ta nói ốc rồi nè. Không gọi là chỉ là 1 tỷ đầu tiên là mấy ông ở trên gì vậy chả? Đạo Hòa Hảo phải không? Dạ. Mới là mua về xong là ổng kêu để là 1 tỷ là ổng nuôi. Nhưng mà không có để. Tại vì con có gì là cái thằng trả lụa Phú Hòa này nó phải nó mua là để nuôi. Nuôi tới chết thôi chứ không bán, chạy bao nhiêu cũng không bán. Nghèo khẩu cỡ nào cũng không bán luôn. Nhưng mà hồi lúc đó là mình đem về là cái chuồng này chưa có cắt ha? Đâu có cắt. Vậy bây giờ là mình đã xây cắt. Cái này là xây cắt chuồng mới. Có nghĩa là xây cắt chủ yếu là cho chú Châu này thôi. Cho chú Châu này thôi. Còn lúc đầu mà về đó là ké nhờ với mấy cái ông bò anh sao nè. Có nuôi chuồng bò anh sao? Thì mua bất tử rồi hỏi con chứ trong tháng giêng đâu có được ngày cắt. Rồi qua tới tháng như là tháng 2 mới được. Tháng 2, tháng 3 thì mới cắt. Tháng 2 hay tháng 4 gì đó. Vậy là cách đây có mấy tháng đâu? Thì tháng không, tháng giêng 8 tháng hả? Tháng giêng cái này. 8 tháng. Vậy là sự việc này vừa xảy ra đây thôi. Rồi như vậy là nếu bây giờ người ta lại ngã giá bao nhiêu mà cũng không bán hết. Không bán. Còn cái cô ngoài nước ngoài là cái cô hạ giá là 1.8 tỷ rồi, lâu rồi. Mới lần mà cũng không có bán nữa. Không bán luôn. Rồi ai cũng hỏi mua biết thì mình cũng bán, người ta cũng đâu hỏi nữa con. Để mình để nuôi rồi. Mình bán như vậy rồi thôi đi không được, thôi lỡ hứa rồi là nuôi. Nguyên là mình nuôi chừng nào tới chết thì thôi. Chết thì chôn hay thiêu gì để chừng đó là mình tính tiếp. Cũng như có một cái nhân viên rất là lớn chứ không phải là ai muốn, có nghĩa là một cái nhân viên vì đó, yêu chôn này chứ không phải tự nhiên mà mình muốn mua là mình có tiền mình mua được. Bởi vậy. Có tiền là không mua được. Ban đầu thì mà không có hay mấy kêu bán cho mấy thằng kia. Mấy thằng kia nó trả có 15 triệu à. Rồi không có bán. Không bán là tới chừng lần này nghe mua rồi cái nó kêu thôi giờ kêu biểu nhà gì để lại cho nó 50 đi. Nói không nhiều cũng không bán hay lại hết trơn. Rồi bắt đầu cái tới là mấy ông Hòa Hảo mới điện xuống 1 tỷ. Vậy là mấy ông Hòa Hảo cũng đã nhúng tay vào ha. Cứ nghĩa là ổng mua về ổng nuôi. Biết rồi, nhưng mà con nghĩ là cái vấn đề này thuộc cái thế hệ tâm linh rồi. Bởi vậy. Nên Hòa Hảo, bên Hòa Hảo mình á là nhìn nghe là rất là sót. Chính bản thân con là con nghe là con cầm lòng không được luôn á. Con mới đến tắt tóc đến đây để ghi hình cho bà con xem cái cảnh chú Châu mình như thế nào và nghe bà kể lại đôi nét. Nãy giờ bên ngoài á con đi dài đường cô cũng hỏi, người dân người ta cũng cảm nhận y gan như bà vậy đó. Tao cũng biết hết. Tao biết hết. Tao nói chú Châu này rất là linh. Mà vừa vì khi mà một nói tới ổng tới đầu óc gì nó óc kỳ lắm. Cũng như là cũng như bà sở hữu được chú Châu này bây giờ là một cái điều rất là may mắn luôn á. Rồi bây giờ là cũng như mấy ảnh như con của bà là mua để đây cho bà chăm sóc ha. Cái này là nó đi thì ở nhà mà chăm chú thôi chứ còn chăm sóc là thằng thứ ba. Chứ làm đâu có nổi, mày tính ngày tắm ba cử. Nhưng mà con thấy một số khán giả nói là mình Châu mà hoạt động mà mình để vô chuồng gì ổn không bà? Ổn. Tại vì con biết sao không? Tắm mà bây giờ dẫn ổng ra là ổng cũng dẫn đi bình thường. Con gì cũng lên cởi bình thường là cái thằng giữ nó đó hen, cái thằng mà chăm bón nó đó. Nhưng mà đi ra nghe xe chạy ổng sợ chứ. Sợ xe hả? Sợ xe dữ dằn lắm. Sợ xe là chạy không có nhưng mà gặp người là bình thường không, hay gặp người có tấn công người thì bình thường, nhưng mà cái người nào mà có duyên á thì bình thường, còn nếu mà không có duyên là ổng làm kỳ lắm. Con thấy trong mấy cái video trước mấy anh em đăng á là cái ông chủ là bị chú Châu này làm nhiều lắm đúng không? Nhiều lắm. Mà bây giờ mình không tiện kể được tại vì cái vấn đề đó tế nhị đi. Tế nhị mình nói gì cho bà con hiểu thôi. Có nghĩa là chú Châu này cảm nhận được nha các bạn. Trừ khi mà cô đặt tên rồi. Cô nói lại cho bà con nghe chú Châu bây giờ có tên là tên như thế nào bà? Là tên Thiện Duyên, đây nào cũng như là bữa đó ngày tốt. Là hai vợ chồng nó vô. Nói thôi bây giờ con không biết đặt tên ông là tên gì.
thôi bây giờ để con, giờ con nói mà nếu ông chịu thì ông gặt đầu, giờ con đặt tên luôn luôn. Cái này theo giờ đặt ông thiện duyên được không? Tại vì ông có duyên mới gặp về nhà này. Chắc là ông cúi đầu xuống. Cúi đầu luôn. Cúi đầu xuống luôn. Cúi đầu mấy nó chụp hình quay phim luôn mà. Quay phim thế này, hình thế này nè nghe. Trong cúi đầu luôn. Ông cúi đầu xuống luôn mà đặt tên thiện duyên luôn vậy đó. Đây bà con cô bác nhìn thấy gặp mắt kìa, có nghĩa là mình nói cái gì là đang lắng nghe hết. Lắng nghe hết. Đang lắng nghe, chứ không phải kiểu như những cái trong khác. Trong khâu khác. Hôm nay đã có tên rồi các bạn, giờ hơn nữa rất là may mắn chúng ta đã gặp được hình hài ở bên ngoài. Nhưng mà nếu mà theo một thời gian đã quen dần đó bà, theo con nghĩ là cứ có một để ra ngoài cho nó cho hoạt động cho thấy ok hơn đó bà. Chứ mình để trong chuồng gì, trâu mà mình để trong chuồng gì thấy như cái bộ xương cái giò á. Con đang sợ yếu phải không? Con sợ yếu á. Cũng sao nó đi vòng vòng, cũng như nó dẫn nhập. Tại vì con biết sao không? Ra xe cũng mới quá. Ra sợ xe, nghe tiếng xe, tiếng động. Tiếng xe nó ồn, cái nó chạy mình sao mình làm cho kịp. Con bà nói rồi, nhìn kìa. Y gan như con người ha. Y gan như con người luôn á. Đó. Cái cảm giác này là liếc mắt này nhìn lưu lỗ tai dảnh lên là cũng như giống như đang nghe mình nói cái gì đó. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên của con khi con đặt chân đến ngôi nhà của mình, tới cái chuồng này là con nhìn thấy có một cái thiện cảm ông với con. Rất là nhiều luôn, ông ngọt xuống à, ông đưa cái lỗ mũi ra hai chứ không phải kiểu như mà gặp một cái người khác. Mọi người khác. Đó. Con biết sao cái gì, cái con dâu á mới mua cái máy mà niệm Phật cho ổng, lẫn treo này cho ổng niệm cho ổng nghe nè. Nhưng mà gì để ý nha. Nếu mà treo là gì ngồi băng đá đó gì nhìn nó khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ gì ổng vẫn là đứng là ổng lóng tai ổng nghe không. Không bao giờ ổng nằm. 1 2 tiếng đồng hồ mà vẫn đứng luôn. Vẫn đứng luôn. Rồi dì thấy vậy cũng tội nghiệp ổng, dì ra dì tắt cái máy đi. Tắt máy để cho ổng nằm. Tắt máy hồi là ổng nằm ổng ngủ. À có nghĩa là lúc mà bắt cái máy điện Phật lên 1 2 tiếng đồng hồ vẫn đứng nghe. Vẫn đứng nghe. Khi tắt thì nằm ngủ. Tắt thì nằm ngủ nhưng mà nghe hả? Nghe là đứng giảo tay được nghe đàng hoàng chứ không mà nghe mấy nghe. Đúng rồi, cái cảm giác mà mình nhìn thấy nè, bà nhìn nè. Nhìn nè, nó. Cái cảm giác này là cảm giác giống như là một con người đối mặt với mình vậy đó. Chứ không phải là một cái hình hài của con trâu. Theo con nghĩ đây là một cái nghiệp báo vì đó mà một cái thân xác là hình súc vật con trâu. Nhưng mà cái tâm hồn là một con người. Mà con người này chắc có lẽ có tu nhiều lắm mới trở về với bà. Nói nè, kìa bà nhìn kìa. Đó, đang nghe hai bà cháu mình nói nè, thấy rõ ràng không? Rồi thì bây giờ để con quay vòng vòng cho bà con xem cái ha. Ngứa sừng hay gì á? Có bà chưa, bà chưa cắt hả? Chưa. Người ta đi chồng trước kìa mà nãy giờ đi chị mượn họ mới đi cắt. Cắt lâu không bà? Cắt lâu không? Cũng không lâu gì luôn. Dạ. Mày nói mà quay hay gì? Dạ. Hả là bao lâu? Thôi con quay chút con đi ra, hả là bà đi cắt cỏ đi rồi con đem vô cho nó cho ăn luôn. Quay cho bà con xem luôn. Đi không? Cắt mau không? Mau bằng trước kìa. Đi. Để hai bà cháu mình đi cắt cỏ. Thì bạn ha, thì bây giờ chúng ta sẽ đi cắt cỏ vào cho chú Châu mình ăn ha. Làm việc nha, chút xíu nữa là đem cỏ vào cho ông ăn nha. Nào ông thích rồi nè. Gà nào ông liếm kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ kìa. Ôi ơi kìa. Ôi ơi. Lần đầu tiên mà thấy được gì luôn đó bà. Bình thôi, hiếm đó hả bà? Trời dễ giàu. Hả? Không có, ít không, có. Không có ai lại là gì hả? Dạ. Đây hôm đó nay là một cái thằng mà chỉ cho đi tu với con đó là hai người thôi. Là làm gì đó hả? Chứ đâu có lại là chuyện gì. Nam mô A Di Đà Phật. Gần như là ông cảm nhận được á bà. Ừ. Ngoài Sài Gòn đồ người ta vô cũng không thấy được. Không có được gì ha. Thì cũng gà được, gà cũng sừng đồ thôi chứ ông có liếm ai hết. Dạ. Nhưng mà bà nói là lúc mà bị nhức chân đường này kia và lại bà than cái là ông liếm ha. Ông liếm cái chân mà đó. Dạ. Liếm mình em nghe cái chân đạp. Còn thằng ấy nói vô, trời ơi mấy gà cũng nhức cái tay mà con đâu biết bà. Tự nhiên như con vô con nói vậy cho ông liếm tay con nè. Nè. Đi đó ta đi. Còn. Rồi đi con đi với bà ha. Đi các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với bà đi cắt cỏ. Bà đi nhanh không bà? Dạ. Đi các bạn ha, thì bây giờ ông ở đây nha, để con đi lấy cỏ cho ông ăn nha. Đó. Đây các bạn nhìn một lần nữa với em ha. Đây thì chú trâu của chúng ta có một cái màu rất là đặc biệt, một cái màu vàng vàng rồi đỏ đỏ hồng hồng các bạn ha, giống như chú chua hồng, châu hồng vậy đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt thay là cô chú anh chị và các bạn có thể thấy, nghe cô kể lại, thì cái người chủ đầu tiên là mua từ bên Cam về, thì lúc chích điện hai lần và đập vào đầu các bạn, cũng chú Châu chúng ta cũng không có hiện tượng gì hết ha. Nhưng mà sau khi chú Châu mà chạy đi thì cũng quặt lại, thì ông Châu ông biểu hiện nữa bạn, biểu hiện y gan như là cái lời em nói luôn ha, thì cũng quặt lại.
giống như gan như là mình tâm sự như một con người vậy bạn. Nó thì ông cũng quật lại với một cái người chủ đầu tiên là chích điện ông ha, là cũng bị thương rất là nhiều. Rồi sau khi ông bỏ chạy vô khu công nghiệp là không có ai tìm được hết trơn các bạn. Ở một cái thời đại 4.0 này mà một chú trâu to lớn như thế này mà chạy rất là xa, hàng mấy chục km đó các bạn, từ đây chạy vô tới Gò Tháp khu công nghiệp mà không ai tìm được hết trơn ha. Sau khi mà có một cái anh đó, em chỉ nghe thực lợi thôi các bạn, là anh nói bây giờ là mày ở đâu mày ra đây, chứ bây giờ tao tìm mày mệt mỏi quá rồi. Thì sau khi nói xong thì chú trâu chúng ta thật không biết bỗng nhiên từ đâu chạy ra hút cái anh đó, thì anh đó nói chung là không có được toàn mạng luôn đó các bạn. Rồi cuối cùng là biến mất nữa thì cuối sau một thời gian thì ông đã tìm đến Gò Tháp, đến chùa Tháp Linh và đó quy y các bạn. Thì người ta bắt đầu sẽ bắt lại, mà khi bắt lại thì cô chú biết á, đưa lên xe thì chú Châu hai hàng nước mắt khóc ròng luôn ha. Và cuối cùng thì cái anh chủ đang nuôi hiện nay cũng thấy được trên mạng như vậy nên đã bỏ số tiền ra rất là lớn để mua chú Châu về nuôi, và hứa chừng nào chết thì thôi các bạn, không có buôn bán gì hết, sợ cho người ta buôn bán, người ta mua tới mua lui thì chuộc lại. Và trong một thời gian gần đây thì anh đã cắt một cái căn nhà hơn 100 triệu các bạn ha. Đây. Và ở bên Hòa Hảo chúng ta thì cũng nghe tin này, đã một cái điều rất là tâm linh. Nói về thế giới tâm linh, đối với đạo pháp thì đây là một cái chuyện rất là hiếm hoi. Ở miền Tây chúng ta hiếm gặp những con trâu như thế này. Ở Bình Dương cũng có các bạn, nhưng mà không có linh tính như con trâu này đâu. Trâu ở Bình Dương thì là một con trâu màu hồng, nhưng mà trâu ở Bình Dương chúng ta thì cũng màu hồng nữa, nhưng mà không có một cái sự linh tính như thế này. Rồi sau khi anh mua về đó các bạn, thì anh đặt tên ha, và hứa là nuôi chừng nào trâu chúng ta thác thì thôi. Và một cái chuyện rất là linh thiêng và kỳ bí, đó chính là chú trâu có thể cảm nhận được tiếng người nói là dẫn lỗ tai nghe ha. Nó tai nghe còn bắt băng niệm Phật đó bạn. Năm niệm Phật thì đứng nghe suốt luôn, chừng nào mà tắt đi niệm Phật thì nằm ngủ. Một cái điều mà không thể nào khoa học mà lý giải được bạn ha. Rồi thì đây, còn ở xa xa đây cô chú này thấy nè, sau bao ngày trốn ở trong lùm sậy đó các bạn, thì không có đồ ăn nhiều, toàn là sậy không à. Trâu thì ăn cỏ mà không có nước uống nữa, nên ốm mà về đây nuôi cũng mấy ngày. Thời gian này thì em thấy bây giờ cũng mập dần rồi nè. Đây. Nhưng mà không biết trâu mà mình không cho hoạt động nhiều để trong này thì như thế nào, em cũng không rành nữa các bạn ha. Nếu cô chú thấy như thế nào và có sự tâm linh ra sao thì cô chú hãy comment ở bên dưới cho em biết. Thì chắc chắn là video này cũng quá dài các bạn ha. Giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại. Em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn hữu duyên xem được đoạn video thật sự giá trị ở tại Gò Tháp, Đồng Tháp 10. Rồi thì bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem video thật sự vui vẻ. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like và đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Rồi xin chào chú ha. Rồi bây giờ em sẽ đi lấy cỏ cho chú ăn ha. Ông ăn nha. Đó, cô chú nhìn thấy không? Nói là ông lắc đầu. Mà khi mà mình kể đến cái câu chuyện mà ông quật cái người chủ đầu tiên ở Campuchia như thế nào thì ông cũng biểu hiện lại y gan vậy luôn các bạn ha. Trong thời gian này ở ngoài Bình Dương cũng có một chú trâu màu hồng nữa bạn, nhưng mà trâu đó người ta nuôi. Còn trâu này là trực tiếp rất là mới mẻ, cách đây có mấy tháng thôi, từ ở bên Cam về. Một cái câu chuyện rúng động ở miền Tây. Ở trên em thấy có sấy các bạn, một sấy, hai sấy nè, nhưng mà mình không dám vào bên trong ha, tại vì tuy ở bên ngoài như vậy thôi nhưng mà mình không biết như thế nào. Chú nhìn thấy có sấy không? Đây. Giò cắn. Thì còn rất là mập. To. Ngày xưa Đức Phật Thầy Thầy An của chúng ta cũng có được hai ông châu sấm và châu xét. Thì vẫn còn là lưu lại lịch sử ở hai bên vách các bạn ha. Khi chúng ta đi đến về dùng Thất Sơn Bảy Núi. Ở bên trái và bên phải tại nơi chạy ruộng thì cô chú anh chị và các bạn cũng có thể thấy được hai cái lịch sử còn ghi lại ở hai bên vách nói về chú châu sấm và châu xét. Thì cô chú anh chị và các bạn nếu có điều kiện thì hãy đến đây một lần để thăm viếng ông nha. Rồi thì em xin chào và hẹn gặp lại. Chào ông nha.
Ông ăn đi, con giờ con đi ngoài ôm cỏ cho ông ăn nha. Ông ăn đi. Đây nè. Cô nói là không thể nào mình gờ được các bạn ha. Nhưng mà em lên đây thì liên tục được ông liếm và gờ luôn nè. Rất là may mắn. Không biết em có quay được thiếu sót một cái gì đó hay không. Đây. Em đứng từ xa nè các bạn ha. Đây từ xa đây. Trong màu hồng rất là đẹp. Vậy đó, cỏ này con biết đâu có liền, biết đâu, ví như tới giờ nuôi bò đó. Dạ. Ôi, vậy là ông ăn chung với cỏ của con bò luôn đó hả? Ừ. Bò ăn được, bò, ông ăn được luôn. Bò ăn được, ăn được thái đó. Ông rút luôn hả? Gài, ông thấy cỏ không bạn? Dạ. Thích cỏ lắm luôn á. Vậy là bà phải mở dây ra hả? À. Giờ cũng biết ngoài là cũng trả 1.8 mà bà. 1.8 rồi đó. Dạ. Có thể là người ta mua người này cao hơn, người kia cao hơn nữa, người ta mua tới mua lui, đẩy tới đây lui, người ta chuột lại á bà. Nguy hiểm lắm. Thôi giờ mình đã mình hứa thôi mình để đi con. Dạ. Nói chứ mình thì mình nghèo thiệt. Dạ. Chứ mình tỉ mấy thì mình cũng chạy gì lắm. Dạ. Nhưng mà nó cũng xài nó cũng hết. Đúng rồi. Để thì còn lại. Để hồi đó ở đây hả, mùa bình về là bà nghèo nhất dùng ở đây hết á. Thấy là con nghèo dữ. Có lắm. Một cái nếu mà bây giờ bà không cần tiền. Cái này là một cái tài sản vô giá. Bao nhiêu tiền cũng không được, không cần đổi chứ. Có thể là nhất thời bà đem về người ta thử bà đó, giống như ở trên á, thử bà cho bà số tiền như vậy đó, coi bà động lòng hay như nào, hay là có giữ uy tín lời hứa hay không. À, một thời gian rồi bắt đầu kêu. Dạ. À, khi một thời gian lắng dịu rồi là ông cho ông bà gấp hơn đó. Bà nghe cái câu nói là như là mà mình niệm Phật một tiếng thì Phật mười mà bù 10 câu đó bà. Có cái câu đó có đó nghe bà. Trong thời kỳ này nhanh lắm. Mình làm việc ác thì tới cũng rất là nhanh. Mà cái việc phải thì cũng tới rất là nhanh. Hưởng liền trong thời gian này luôn đó. Bởi vì lúc này theo nghĩ là cũng như người ta đang thử bà đó. Để coi bà có lao ra, sao động hay không. Chứ 1.000.000 thì cũng rất là lớn các bạn ha. Lớn lắm đó chứ không phải là nhỏ đâu. À, đối với một cô chú ở bên nước ngoài hoặc là mình có công việc ổn định thì 1.000.000 là không là gì hết ha. Nhưng mà đối với các cô chú nông dân thì đối với 1.000.000, hơn 1.000.000 là một cái chuyện rất là lớn. Bởi vì một cái... Một khi mà lời hứa mình đã ra rồi thì con người là quan trọng nhất là nhân nghĩa lễ chí tín, mà cái chữ tín là làm đầu các bạn ha. Đó, bởi vì bà là với con cháu trong nhà là giữ chữ tín nên không có lao sao lòng như thế nào hết. Không có sao lòng, bao nhiêu tiền bà cũng không có buồn hết. Dạ. Ngày nào ông già ông đi thì mình cũng phải chịu thôi, chứ mình già mình cũng đi với nó gì ổng á. Dạ. Hôm nay là cái chú mà lần đầu tiên mua đó là có từng ghé đây không bà? Cái chú ở bên mua gì bên Bình Cam vậy đó. Ông bệnh dữ lắm. Ông bị lần đó đó vậy đấy ha. Ông bị cái vụ đó đấy ha. Ông bị tai biến, ông bị tình hình. Thì ông bị cái vụ đó đó. Vụ hỏi con nghe cũng là thập tử nhất sinh rồi mấy ông mới chạy đó. Dạ. Đi vô chùa đó. Vô chùa về nó lại ổng vô trong bữa đó, dán cho ổng cúng con heo. Cúng con heo trong chùa. Dạ. Rồi tới bắt đầu cho ổng, nếu mà ổng bắt được cá nhân ổng, ổng mà ổng ăn vô cái gian nó gì, vô cho nó cúng ổng còn nói gì. Rồi nó vậy rồi thua. Ừ, rồi con đứa heo về ổng bệnh tai biến, chở đi tới chuyện giải thằng nay cũng chưa được bình thường đó.
Thua như vậy là thua. Bây giờ mình lỡ rồi phải không? Đã trúng ngay cái chú trâu mà nó có linh hồn rồi. Vậy mình phải thức tỉnh cho nó ha. Tất nhiên con biết sao không? Tại vì mấy đứa nó bữa đó là đi họp đi hội giữa trong chùa đó đó. Dạ. Vì là như là cúng rồi cũng mời ăn nhậu đó. Nó tức mình không nói sao. Nếu mà không bắt được. Thua. Bởi vì nhiều khi bây giờ cái người đó người ta đã chịu thọ nạn như vậy đó, người ta trả nghiệp như vậy thì mình không nói tới đi. Mà nếu mà ví dụ người ta còn khỏe mạnh thì mình cũng nói chung mình chăm sóc chú trâu mình cũng hơi cẩn thận tí nha bà. Nhiều khi người ta vẫn còn bực tức trong lòng á. À, ta cũng cần còn bực tức trong lòng á, con cũng sợ người ta làm hại chú trâu mình lắm. Ở trên cái thế gian này mà trong cái thời kỳ 4.0 này mà mình còn xuất hiện những cái chuyện tâm linh mà mình thấy sờ được, bắt được, mình nghe được như vậy rất là quý bà. Rồi. Hiếm ai mà có thể thấy được chứ là gì lắm. Rồi thì hôm nay đến đây con cũng quay trọn vẹn rồi, con có nghe bà kể giờ con nghe cô chú lân cận khu này người ta xác nhận được chú châu mình rất là linh thiêng. Rồi ai chỉ là con đi vô ghé ngay. Con cũng không biết là ai luôn đó. Thì bây giờ con cứ đi vòng vòng con rồi hỏi đi thôi. Vòng vòng cuối cùng ai chỉ là tới nhà này con ghé. Con chạy tuốt vô trong á. Rồi người ta mới chỉ con người chạy ngược về ra. Là nói là có một cái bà đó, bà lão có một cái nhà ba gian. Mà cái nhà chưa đó, rồi vô đó con hỏi đi, rồi con lại đó con hỏi, con gặp một cái là con muốn khóc luôn á. Hồi sáng giờ con đi hỏi xa lắm, cách đây khoảng cả 10 cây người ta vẫn biết vấn đề này. Ở đâu không biết, người ta vẫn biết, nói như là nguyên cái khu Mỹ An này là người ta dậy khóc cái đơn mà ha. Rồi thì hôm nay con không phải mà hồi nãy con biết mà như trả lũa Phú Hòa đó. Dạ. Mà con ghé ngay đó là con trai của gì là nó mua ông này vậy đó ha. Còn Mỹ An mình. Dạ. Ờ, giờ nó bán bánh nước với chả lụa đồ ngoài đó. Dạ. Con thấy nha, tâm linh cái gì là không phải mình, con nói tại vì thấy con là cũng như là người cũng là tin tưởng có đạo đức từ gì mới nói chứ còn theo người ta gì đâu có kể. Dạ. Cho nên bữa hỏi nó con dâu cái gì nó bệnh mà mỗi lần cái gì ổng đâu có mà làm ầm đùng gì nè, nó bệnh mà trở qua tự nhiên chứ sao mà nó la nó mệt cái nó xỉu luôn rồi nó hạ kinh si đó rồi trở vào bệnh viện mà này chặn vàng khoảng chừng 7 giờ tối đó. Ông làm âm đùng này luôn mà vì chưa có hay con dâu nó bệnh nó ngoài âm đùng vì ra gì mới hỏi chứ ông làm gì ông châu, ông làm trò gì kỳ ông châu, đại chiều cho ăn uống đàng hoàng chứ ông làm gì đâu mà ông quậy, nay ông quậy dữ rồi cái động lóng tay ông nghe là ông ngoài chạy vô cho gì hay là nó bệnh vậy đó về rước gì ra rồi bắt đầu là thôi từ đó im luôn tới sáng không coi. Ồ, cũng như là ông cảm nhận được. Tưởng như là ông biết luôn đó. Ông biết được là ông không biết. Ông như ông cho mình biết là như vậy đó. Nhưng mà tại nếu mình để ý thì mình biết. Thì đó là nếu mình mới ra. Cứ thu gì ra gì hỏi cái gì ông châu. Mà mỗi lần ông đâu có kỳ vậy. Nếu mà ngày ông đói vậy thì ông quậy chứ bằng đêm mà ông đâu có quậy. Dạ. Đó rồi cái gì ra. Ra gì hỏi như vậy chứ mãi mấy đứa nó vô nói chị hai giờ bệnh nhiều lắm chở bệnh viện mà đi ra đi. Đó vậy đó rồi bắt đầu ông im luôn. À, mấy em bây giờ lúc đó bà mới nhớ lại. Bà mới biết là vậy đúng không? Rồi mới nghĩ rằng đó là bởi vì từ đây sắp đến bà để ý một tí, tại vì bà nuôi một con trâu mà sở hữu một cái chú trâu này là có một cái linh hồn rất là đặc biệt, có thể biết trước được cái sự việc xảy ra đó. Bởi vì như giờ lời bà kể đó thì các bạn có thể hiểu không, thì có nghĩa là trước khi xảy ra chuyện thì chú trâu mình cũng cho biết trước rồi. Cái con biết không, rồi cái bắt đầu cái nó bệnh ngoài cái chục ngày đó, nó mới vô nó giận luôn. Ông giận cũng không thèm ngó ngàng gì tới. Dạ. Là cái con vợ của thằng chủ châu mua đó ha. Là con của gì á, cái nó nói trời hôm nay con bệnh quá trời, chứ 2-3 ngày là vợ chồng chạy vô. 2-3 ngày chạy xe bún bánh vô thăm. Dạ. 2-3 bữa là chạy vô thăm. Rồi cái bắt đầu cái nói trời con bệnh muốn chết mà ông cắt móc gì con gì. Rồi bắt đầu cái đút mỏ ra. Con này giờ cái liếm mình liếm mẩy liếm tay liếm chân. Dạ. Giờ ông làm mình thấy bữa mình ghê. Dạ. Sợ không luôn á. Vậy mà giận dỗi đủ thứ hết trơn á, bởi vì sợ là cái là giận dỗi đó. À. Chứ gì trơn, chứ bình thường gì đâu có sợ không đâu. Tại vì một khi mà cái người con của cô đó là đã bỏ tiền ra mua rồi, xác nhận đó là một cái người chủ. Rồi. Người chủ trong tương lai, và có nghĩa là cuối cuộc đời luôn, tại vì anh đã hứa là nuôi tới khi chết thôi mà. Phải không? Thì lâu lâu anh không vào thì hơi giận ha. Giận. Hơi giận đó. Còn thằng thứ ba này thì chăm bón đây, ăn cỏ gác, 8 ngày 3 cử. Dạ. Sáng buổi trưa ăn chập, chiều ăn chập, trưa thì nước ra rồi dội vô cho ổng mát vậy đó. Dạ. Yeah. Bây giờ ổng còn nhát đó con, không dám dẫn đâu mà. Dạ. Yeah. Mà thấy ổng cũng sàn tới sàn lui chắc cũng được. Tại nãy vì thấy ổng mấy đổ thức ăn chứ ít lắm, 2-3 ngày mới cho ăn vào vậy đó. Dạ. Yeah.
chưa ăn cỏ không à. Rồi thì bây giờ hôm nay đến đây thì con cũng có nhân duyên rất là lớn, con cảm ơn bà đã chia sẻ cho con chuyện tình ha, những cái chuyện tâm linh. Thôi để con còn đi vô cò tháp con cúng cái nữa, cái nơi mà ông đã chạy đến đó để lần đầu tiên gọi là tháp chùa tháp linh đúng không? Ở cò tháp con muốn vào đó con chùa tháp linh nhưng mà để ẩn vào lại chùa tháp linh, giờ lại chùa thiền viện. Chùa thiền viện là đâu bà? Thiền viện là cái như tất nhiên là con đi vô chổng phải không? Giờ nếu mà ông chạy lên cái đường đó thì giờ con muốn cúng là cúng vô thiền viện. Thiền viện là phía sau đó phải không bà? Không phía sau, phía đang xây đang xây tháp chỗ á, là cũng có đường đi vô là tháp đấy ha, có đường đi vô là tháp, là cái đó hỏi chùa thiền viện. Con đi vô cái chỗ mà cái đường mà vô chùa Phật đó ha. Dạ mà ai biết thì con muốn cúng đâu cúng không, nhưng mà con muốn lại cái chỗ ông chạy vào đó để con cúng đó. Dạ là phải chùa thiền viện ha. Thiền viện là mình đi tới ngay chân khu di tích chùa tháp hỏi thăm chùa thiền viện. Chùa thiền viện chỗ nào thì người ta chỉ cho con. Dạ đó. Rồi con qua đó con cúng mà con vô chùa Phật luôn. À, trong đó là ở trong đó là mỹ sư trong đó là vẫn có bình thường phải ha? Bình thường, có bình thường nhưng mà vẫn biết. Dạ. Là cái như cách như là nói là nó hồi sáng giờ như kể như con kể vậy đó. Dạ. Ví dụ kể như cho mấy ngày, ví dụ mà cúng mà kể cho mấy thầy nghe đó. Dạ. Hồi sáng giờ ra có ra chỗ ông Châu vậy đó. Nhà ông Châu là của anh Hòa. Dạ. Tại nói anh Hòa là từ chùa biết. Dạ. Con biết sao? Hòa của cô nó cúng dường giống dữ lắm. Dưới hôm rồi mà cúng đây là cần nó chống lại bao nhiêu là mấy chục triệu không đó, chứ phải cúng là 2-3 triệu rồi là con có gì nha. Dạ. Rồi hôm rồi đó là vì cắt cái nhà này đó, hồi xưa là vì cắt cái nhà cột cơm xe, cái cột là bằng cây dừa này nè. Vậy nè. Rồi hôm rồi cái mấy ổng về, mấy ổng mới lại là bán, đó mình vô chống nha. Dạ. Chống người quay về cái chùa đó là cắt cái nhà đó, cái nhà có gì, cái cây có gì không đó. Ở trong chùa thiền viện nè. Ở thiền viện đó. Cái con biết sao, mấy ổng ra, mấy ổng xin, hồi mới về mà. Mấy ổng xin che rồi nào mà gì đâu có che. Cái gì nói thôi bây giờ nếu vậy thôi giờ để cái nhà của gì người ta trả 50 triệu mà gì không có bán. Dì nói thôi về để gì cúng giường. Rồi mấy ổng mướn xe, mấy ổng chở về các cái nhà ngon lắm luôn mà các phần lá nghe. Dì đó các phần to, các phần lá. Là con vô ngay chỗ đó cúng đó. Mà mình vô mình định như vậy là đúng rồi. Không? Bây giờ thì con cũng đã hiểu được một cái câu chuyện rồi. Có nghĩa là trước khi chú Châu này chạy vô cái khu gò tháp đã đi đến một cái ngôi chùa gọi là chùa thiền viện, chào đó giống như quy y, mà đâu có biết rằng là cái nơi đó là cái nhà của gì, hơn nữa là con của bà cũng cúng vườn là tiếp tay cho cái chùa đó rất là nhiều. Đó, thì hôm nay bà kể thì con ấy xác nhận rằng là chú Châu đã biết trước cái sự việc đó, đó là có cái nhân viên rất là tốt, có nghĩa là chạy vào đó là quy y trong đó là chắc chắn là con của cô sẽ tìm đến và đến ngày hôm nay là nó mua lại. Thì có một cái nhân viên có thấy xe truyền không? Đó. Chứ tại sao trong đó rất là nhiều chùa? Rất là nhiều chùa mà rất là nhiều nơi thanh thiên, sao không vô mà vô đúng ngay chẳng cái nhà đó. Ở dưới kinh nhì đi lên thì cũng có chùa. Hả? Chùa Hòa Hảo đồ nhóc. Dạ. Chùa đồ nhóc mà sao mà không tìm đúng ngay chẳng cái nơi đó, là có nghĩa là đã biết trước là cái cũng như cái duyên tốt là bà đã gieo từ đó rồi. Nên đến đó đầu tiên để quy vô đó. Là hôm nay là để cho xác nhận rằng là con của cô sẽ đến đó mua đem về đó. Là giống như đây là một cái báu vật mà ngày xưa giờ là mình tích lũy để mình làm phước các bạn. Rồi bây giờ là cho mình ra một cái hình hài như thế này thì cô chú bây giờ bà nghĩ thì giống gần như là báu vật không? Hơn 1 tỷ bạc còn gì nữa. Đó. Nhưng mà bây giờ trong thời gian này thử mình coi mình có lao đâu có sao lòng hay không đó. Đó. Giờ anh chủ vườn anh tắm cho con Châu nè. Cho chú Châu mình ha. Đây. Mập lè anh ha. Ừ, mập. Hồi bữa mới bắt về là nhìn đói mà. Đói nhìn khác mà. Rồi cảm ơn anh ha. Dạ dạ.